trong 3 năm rồi. Đấy không, ví dụ như đấy, vì lúc ông Chính ông làm tôi đã có ý kiến rồi và trong kỷ yếu tôi không đi đâu. Thế nhưng mà thôi ông lấy trường tác xã được, tôi chả có vấn đề gì cả. Thì lấy thì không ông đấy. Cái thời kỳ mà bắt đầu thành lập trung tâm thì đã có là phải Phú Chiều đó. Ông gì trước sau cái gì ạ? Lên Hoàng Đình Tặng. Tặng à? Thầy Hoàng Đình Tặng là năm 1977 thì đã làm hiệu trưởng của cái trường bồi dưỡng quản lý kinh tế lâm nghiệp. Thầy Hoàng Đình Tặng đầu tiên. Mình thật sự không có quan điểm lấy tác ra đấy. Đấy, vấn đề không, thế nào được. Không, nhưng mình thống nhất quan điểm cho anh. Đấy, anh thế nào. Vấn đề chỗ đấy, thế nhưng vì thế này này, tôi hỏi ông Chính bảo ở trường 2 tôi lấy cái thành lập tác xã. Năm 79 làm cái mốc, thì ở ngoài này mình cũng lấy thế. Không được, tôi lấy lịch sử mỗi một trường.